Hello anh em, và hiện tại là mình vẫn còn đang ở Cần Thơ. Giải này thì năm ngoái Lê Bảo Minh đá và vào bán kết bị thua. Sẵn mình diễn cho show của Quân Siêu Phàm thì vô tình gặp Đinh Thành dưới đây, ở lại coi ông Thành đá đang trong kia, và những anh em thành viên khác thì mình xem coi có những ai nha. Và đây là Nguyễn Trung Hậu đúng không? À, Hậu sinh năm bao nhiêu ta? 91. Ồ, 91 à? Vậy nhỏ mình tới 3 tuổi. Nhưng mà không sao. Thôi qua đây bên đó nó hơi ồn. Qua đây xin hỏi xíu mấy câu. Ủa, mình đổi mình tên là Bến Xe Tàu Phà. Bến Xe Tàu Phà. Vậy, nhưng mà nguồn gốc trước đây có tên gì khác không? Hay là chỉ là Bến Xe Tàu Phà? Bến Xe Tàu Phà thôi. Bến Xe Tàu Phà thôi. Còn cái Bến Xe Thành Phố là sao? Cũng công ty luôn. À, là trong công ty luôn. Trong công ty là Bến Xe Thành Phố. Đúng rồi. Nhưng mà đội banh tên Bến Xe Tàu Phà. Đúng rồi. À, ra vậy. Đội mình thành lập bao nhiêu năm rồi ta? Chắc cũng 10 năm hơn hả? 10 năm rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà thành viên thì chắc cũng phải thay đổi theo thời gian. Thay đổi chứ. Cố gắng mình chưa vô địch ha. Ok. Rồi. Cảm ơn Hậu nha. Hello, Coach Bill. Khỏe không anh? Quá chắc dạ. Em vừa tới lấy dép dạ, mà chạy tính quánh em là gì? Tán cái rồi. Đâu gặp miền Tây vậy xa xôi chứ trời. Đi đâu cũng gặp hơn. Dạ. Giờ anh đợi xem có ai ha. Nằm đây mà. Đặng Anh Tài đúng không? Đây là tên gì ta? Quên đi rồi. Thiện. Hả? Thiện. Minh Thiện. Ok. Đây. Minh Trung ạ. Trung hả? Minh Trung phải không ta? Phải không? Ok. Tuấn Cù đúng không ta? Ok. Tuấn Cù. Bảo bình. Nghĩa Hiệp. Dạ. Yeah. Ok. Gặp mấy lần rồi. Lê Sĩ Thịnh. Trời ơi, đây xa xôi nữa. Chủ CR7. Suốt ngay góc nè, idol TikTok rồi. Có kênh TikTok á, anh em nhớ follow nha. Nhớ follow mình nha mọi người. Trời, xa xôi nữa. Anh tôi, Đinh Thành. Vô khoa lưới nha. Trời ơi, tính vô khoa lưới rồi đó, không biết. Biết sao ơi. Mai Tuấn Vũ. Đợt đi quay Khánh Bèo, người ta chú ý Mai Tuấn Vũ à. Không quay, chú ý Khánh Bèo gì hết. Vương Phạm. Qua chú ý tới tôi không? YouTuber. Tại cái rồi. Đang bạn thân của Long BK. Long BK điểm danh với comment nha. Tẩy cơ. Ok. Đây thông môn xuất sắc nha. Đó. Nhìn sạch rồi. Ơi ơi. Nhất Di. Đem lướt quá. Này nó quay luôn hả? Ờ, máy quay. Trời, không biết máy quay hả? Nhất Di có shop bán giày ở Sài Gòn á, bữa nào ghé ghé qua shop của Di ở Sài Gòn nha. Shop tên là Shop Tương Lai. Giờ cả đội đang khởi động bóng bằng những cú sút. Dứt điểm của Đinh Thành. Rồi. Đinh Thành đá tổ sau. Ok ha. Rồi tổ chính Toàn Ý Cơ, Đặng Anh Tài, Mẹ Sĩ Thịnh, Mai Tuấn Vũ với lại Tuấn Cu. Bữa mang giày vàng, nay thành đôi này màu gì vậy ta? Màu 7 màu. 7 màu luôn hả? Lộn xộn. Đẹp quá. Cũng cùng mẫu với đôi kia đúng không? Đúng rồi. Mà sao đổi giày rồi? Đổi phong thủy. Đổi phong thủy nữa. Cũng là những cầu rất hay tại miền Tây. Và giọng là của bệnh viện Khoa Lan. Đấu bằng hiện tại được trực tiếp thông qua fanpage Credo Media truyền thông thể thao. Chúng tôi rất hy vọng các khán giả đã theo dõi trận đấu này. Mọi người có thể hỗ trợ bằng cách chia sẻ video. Những lượt chia sẻ của các bạn sẽ giúp cho trận đấu này tiếp cận được với đông đảo người xem hơn. Bức tường hay quá, chân trái. Ở ba trận thứ nhất chứng tỏ thì chúng ta đã được thưởng thức một bầu không khí bóng đá hết sức sôi động tại sân bóng FPT. Những đội đã giành vé đi tiếp đó là QD Đức. Dứt điểm trời ơi. Sau khi giành chiến thắng trước những đội Vân Tú, Ba Lan Ngọc cùng đánh bại Biên Thành Diều trên Long Men. Khung gỗ của các cầu thủ Bến Xe Tàu Hòa là thủ môn Toàn GK hay còn gọi là Toàn Y Cư.
Đây là cơ hội. Vẫn chưa được. Và cái bóng quen thuộc của Mai Tấn Hùng, Vecino. Toàn đội trưởng Quý Tề, Nhật Nam và Lâm Kiên Bằng. Và chiếc điểm rất nhanh của Tuấn Thủ. Đình Thành đã vào sân. Lúc này thì bóng lại tiếp tục thuộc về các cầu thủ Hồng. Nam Nam A và Phan Nhật Vũ. Ngày mai thì các trận bán kết cũng như là chung kết dẫn dắt đội bóng này. Đó là huấn luyện viên Tài Bèo. Người vào mùa giải trước đây làm việc tại Sài Gòn FC. Hay quá. Trời ơi. Thì có lẽ như huấn luyện viên Tài Bèo. Ngoài ra thì đơn vị tài trợ chính thi đấu năm nay đó là điện thoại di động Tuyết Cương. Và đây là Kim Cương. Cùng với các nhà tài trợ bến xe Bà Phà, HT Mobile. Chúc Đại Lai Việt Nam tài trợ bóng thi đấu. Cùng với sân thể thao Casoc Cần Thơ. Quá người. Bóng hàng giày thể thao Capito. Được rồi Ozil. Ozil. Tốt Toàn ơi. Nguyễn Kate. Wow. Khá nguy hiểm. Tiếp tục cú sút nữa. Tài cơ vẫn rất tốt. Để Quý Kate cùng với các đội Tây Sport vượt qua Hải Long trên các màn hình. Tuy nhiên tại vòng thi đấu tổ chức thứ hai thì Tây Sport khi đó là không tham gia. Thôi nhận tiếng. Lục Kiếp Bàn. Nào đây ba. Xuất sắc. Đó là cú sút của Đinh Đức Thành. Rất nhiều những pha bóng đẹp. Phải bóng dành cho các cầu thủ bên phía đoàn áo hồng. Nào Neymar. Dứt điểm. Cú dứt điểm của Phan Nhật và cũng đi rất xa. Cú cú. Messi Teo. Một một qua người hay. Ôi. Có một tình huống va chạm. Lúc này thì huấn luyện viên Tài Bèo đang đưa ra những sự chỉ đạo. Những sự thay đổi. Họ đã sử dụng 3 tổ đấu liên tiếp. Ok. Hải Hoàng cũng thưởng cho Messi Tèo 3 hộp son các bạn. Trời ơi. Mới nhắc tới 3 hộp son thì Messi Tèo lại lên. Messi chất lượng của bóng đá sân Anh. Tốt. Nhật Nam. Tỷ số được mở cho các cầu thủ KB Sport Cần Thơ. 1-0. Chơi bành đổi hướng. Như những gì họ đang làm là rất tuyệt vời. Bóng cũng đã chạm vào một cầu thủ của bến xe trước khi đi vào lưới của Toàn Huy. Tốt Toàn ơi. Trời ơi. Nguyễn Cao Bảo. Và tiếp tục là đội số Hoàng Đức và Messi lên đá tay không được à. Đây là cao Đức Hồ Sơ. Đức Hồ Sơ lại bóng hơi dài trong trận đấu xử lý cuối cùng là khoảng 2 năm họ vẫn tham gia các giải trẻ nhưng với các giải đấu lớn thì gần như là hay quá. Ôi không được mất công. Chúng ta là không được công của Nam Nam. Khá nguy hiểm. Đó là cú sút của Hồng Vương. Như vậy hiệp một sẽ tạm thời khép lại với kết quả là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Phù Kỳ Gia Sóc Cà Phê Sóc. Ô trời đổ mưa rồi. Mấy đường đây nè, đường đây nè. Anh em thấy mưa không? Trời ơi mưa rồi sao quay đây. Không sao, mình có Samsung Galaxy S21 quay dưới mưa được luôn. Yên tâm ha. Cho này nó sốc tay. Này chạy xuống là cho này theo. Cái này lội chỗ này ra. Cái này cho một chớp. Rồi. Quay lại. Dạ. Có mấy được. Cố gắng lên. Đá có gì đâu. Quay lại. Quay lại. Trời mưa rồi. Trời mưa lớn rồi. Nhưng mà điện thoại mình vẫn ok. Tại vì nó chống nước. Bước luôn. Thấy mình dội lạnh quá anh em ơi. Chết rồi.
Nhưng không khí rất nóng. Mưa, mọi người vẫn đang dầm mưa, tỷ số đang là 2-1 và mình với lại bình luận viên Khoa Lan vẫn đang làm trận đấu này. Chắc bóng. Đâu. Bàn thắng của Mai Tấn Vũ. Định hình vẫn còn đây. Đây. Dứt. Có Phan Vũ ơi. Nem vậy. Dễ con hả? Không sao. Hết giờ rồi. Diễu anh chơi. Rồi đã chắc rồi, hết giờ rồi. Tất cứng. Giữ con chơi. Rồi 10 giây rồi, 20 giây. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go!
cố lên, không sao. Dừng tái lan, dừng tái lan. Cái gì thú? Trời, còn có mấy giây nữa. Vẫn còn ăn trái, đá vô không sao. Thành ơi, 32 chạy ra ăn mừng. Nhiều tiền quá anh ơi. Ông bầu ăn mừng xuống quá. Yeah, hay quá. Anh Si ơi, có tổ cơ mới mình làm rồi. Ok. Thôi. Hay vậy. Oh,
bầu thử nấu luôn. Trung hậu. Dạ dạ dạ. Bầu chơi đỉnh quá, đỉnh luôn rồi. Bầu trung hậu quá đỉnh rồi. Bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi. Hôm qua đã có một trận banh rất hay. Hòa 3 đều hiệp chính và penalty hiệp phụ. Bến xe Tàu Phà đã giành chiến thắng trên lạc penalty. Và bây giờ mình cũng đang ở bến xe Tàu Phà đây. Rất là đẹp, sang trọng. Bến xe trung tâm thành phố luôn. Ở đây có một quán cà phê rất là đẹp nữa. Cũng là của bên mấy anh em bên đội banh làm. Anh em xuống bến xe nhớ ghé qua tận hưởng cà phê ở đây nhé. Trận tứ kết xong rồi, còn trận bán kết thì sẽ là tập tiếp theo vào chiều nay. Chiều nay mình quay, chứ còn tập tiếp theo thì lúc nào up thì mình chưa biết. Nhưng mà mọi người nhớ đón xem trên kênh YouTube mình nha. Nhớ like, đăng ký kênh nha. Mình Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.